kính chào quý vị. Hiện nay trên thị trường mạng viễn thông đã và đang có rất nhiều các hoạt động sôi nổi nhằm hỗ trợ cho khách hàng, đặc biệt là với chính sách giảm giá hấp dẫn từ nhiều nhà mạng đã khiến cho người tiêu dùng phải phân vân chọn lựa. Tuy nhiên trong số đó thì Mobifone vẫn luôn giữ vững được vị trí hàng đầu, không chỉ với chất lượng sóng ổn định, thái độ phục vụ chuyên nghiệp cũng như là mức giá cước vô cùng hấp dẫn với chính sách giảm giá tới 15% vừa được áp dụng. Và với sự kiện này thì rất nhiều người tiêu dùng cũng như là các nhà đại lý kinh doanh đã không ngừng tìm hiểu và đưa ra những nhận định ý kiến mới mẻ. Chào bạn có thể cho biết là chất lượng của mạng điện thoại Mobifone như thế nào không? Mình rất là hài lòng, từ sóng đến các dịch vụ ưu đãi hay nọ rất là, so với mặt bằng chung của cả nước thì mình cảm thấy nó rất là tốt. Chào anh ạ, anh đang làm gì đó? Anh đang tìm hiểu thông tin về đợt khuyến mãi của Mobifone. Anh có đang sử dụng mạng của Mobifone không ạ? Không. Anh cảm thấy như thế nào về đợt giảm giá cước lớn nhất lần này của Mobifone ạ? Trong đợt giảm cước này nó có nhiều phần ưu đãi và cái được tiện ích là nó tặng tới 15%. Thì sau khi mà tìm hiểu rõ thông tin rồi thì anh có ý định là sẽ chuyển sang dùng Mobifone không ạ? Anh sẽ chuyển sang dùng Mobifone. Bạn đang là sinh viên của trường nào? Ồ, mình đang là sinh viên của trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Tại sao Linh cùng với các bạn của Linh á đã sử dụng mạng Mobifone rất là nhiều năm rồi mà hình như là không có ý định thay đổi đúng không? Tụi mình rất là thích xài mạng Mobifone tại vì sóng của nó nói chung là tốt và rất là ổn định. Ngoài ra thì giá cước cũng rất là phù hợp với lại sinh viên tụi mình. Giá rẻ, nhiều dịch vụ rất là tiện ích và còn hay khuyến mãi nữa nên tính ra là rất là lợi. Thưa các bạn, về phía các nhà đại lý kinh doanh mạng điện thoại di động, họ cũng đã có những nhận định rất là am hiểu về vấn đề này. Cái chính sách mới của Mobifone lần này là giảm giá cước tới 15%, nó ảnh hưởng như thế nào đến công việc kinh doanh của anh ạ? Giao dịch các dịch vụ của Mobifone tại tháng 10 năm qua tăng nhiều từ khi có chính sách giảm giá cước mới của Mobifone. Với giá cước hiện tại thì anh thấy là chính sách giảm giá cước của Mobifone lần này cạnh tranh rất tốt so với các mạng di động khác. Với vai trò là một người kinh doanh mạng di động, anh có suy nghĩ như thế nào nếu như mà có người bảo rằng Mobifone là mạng chất lượng hàng đầu, giá lại rẻ nữa ạ? Thì chúng tôi thấy rằng cái việc giảm cước của Mobifone rẻ so với các mạng khác là một điều rất là hay, đem lại lợi ích cho cái người tiêu dùng. Trước đây Mobifone đã nổi tiếng về cái chất lượng tốt, nay thêm cái giá cước rẻ thì nó giúp cho cái nhân viên của chúng tôi tự tin khi mà giới thiệu cái sản phẩm của Mobifone. Và như chúng ta đã thấy thì với chính sách giảm giá cước lên đến 15% của Mobifone lần này đã mang lại lợi ích cho rất nhiều người tham gia trên thị trường mạng viễn thông. Không chỉ đối với người tiêu dùng được sử dụng mạng có chất lượng hàng đầu, giá cả thấp, mà ngay chính đối với các đại lý kinh doanh cũng kỳ vọng sẽ có doanh thu cao hơn từ đợt giảm giá lần này của Mobifone. Hy vọng là Mobifone sẽ luôn tiếp tục giữ vững hình ảnh là mạng chất lượng cao hàng đầu mà giá cả lại thấp nhất.